Lực lượng hải quân Libya vừa giải cứu 252 người di cư đang tìm đường đến châu Âu trong hai hoạt động cứu nạn riêng rẽ ở ngoài khơi bờ biển phía tây nước này. Trong hoạt động cứu nạn, đầu lực lượng hải quân Libya đã cứu được 140 người đang lênh đênh trên biển cách Zawiya 30 km. Trong hoạt động cứu nạn thứ hai, lực lượng hải quân đã cứu được 112 người tại khu vực ngoài khơi cách Garabuli 50 km. Hoạt động cứu hộ đã được tiến hành trong tình trạng các tàu thuyền của những người di cư đã bị hư hỏng động cơ và đang trôi dạt trên biển. Ngày 11 tháng 3, ông Horst Seehofer, người vừa được chỉ định làm Bộ trưởng Nội vụ Đức trong chính phủ Đại Liên minh dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Đức Angela Merkel, cam kết sẽ tiến hành các biện pháp cứng rắn đối với những đối tượng phạm tội là người nhập cư, cũng như đẩy nhanh việc hồi hương những người bị bác đơn xin tị nạn.